Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Được Chúa viếng thăm, ôi thật là hạnh phúc biết bao. Chỉ với em yêu, tiếp đón người hai cách khác nhau. Kìa Maria, lặng yên ngồi nghe tiếng Chúa. Mặc chỉ mắt ta, lăng xăng thét tiếc dâng. Chỉ có một điều cần mà thôi, chỉ có một điều cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất. Chỉ có một điều cần mà thôi, chỉ có một điều cần mà thôi, là nghe lời Chúa phán. Cuộc sống hôm nay bao bồn bề nâng chất hai vai, nhịp sống cuốn xoay lắng lo hoài bao năm tháng dài, đời bao đau thương bình an chỉ duy nơi Chúa, lời Ngài sáng soi cho con mãi luôn. Có một điều cần mà thôi, chỉ có một điều cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất. Chỉ có một điều cần mà thôi, chỉ có một điều cần mà thôi, là nghe lời Chúa phán. Khán thính giả của Tin Vui Media thân mến, phúc âm tuần 16 thường niên 5C mời gọi chúng ta suy nghĩ về câu chuyện phục vụ của hai chị em Martha và Maria. Một người thì luôn tất bật phục vụ, một người thì ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Hai con người, hai cách sống, hai lựa chọn phục vụ khác nhau. Đâu là điều mà Đức Giêsu muốn chúng ta thực hiện? Giờ đây, xin quý vị cùng lắng đọng tâm hồn, đón nghe lời Chúa và phần chia sẻ của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê. Tin mừng Chủ nhật thứ 16 thường niên. Cô Martha đón Đức Giêsu vào nhà mình. Cô Maria chọn phần tốt nhất. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Martha, Martha ơi,
chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý vị, hôm nay Phúc Âm kể chuyện hai chị em Maria và Martha đón Chúa đến nhà. Có lẽ hai cái bà đều bắt đầu bằng cái chữ M này, nên gọi hai bà là bà Martha mau mẫn, bà Maria là mê mẩn. Bà Martha thì mau mẫn đon đả đón Chúa vào nhà, mau mẫn đi lên đi xuống nấu nướng để cho đón tiếp Chúa. Chả biết là bà nấu nướng thì có món gọi là bún riêu mắm tôm Việt Nam không. Thế còn bà Maria thì mê mẩn ngồi lắng nghe lời Chúa. Phải nói là bà Maria là cứ chết mê chết mẻ Chúa Giêsu thôi. Hai chị em mỗi người một việc thật là hay. Người thì lo cơm nước, người thì ngồi tiếp chuyện. Có lẽ nếu cả hai mà cùng kéo xuống bếp thì để Chúa ngồi một mình không ai tiếp chuyện, buồn quá. Còn nếu mà cả hai chị em lại cũng cứ ngồi mà tiếp chuyện Chúa thì lại chả có ai chuẩn bị đồ ăn, đói meo. Chuyện rất là đang hay, thế mà Chúa lại làm ngay một cái câu: Martha ơi, cô băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chúa là khách mà sao Chúa lại đi trách chủ nhà một câu như vậy? Thưa là bởi vì Martha mau mồm, mau miệng, đâm ra mau lỗi khi thốt lên: Thầy ơi, em con để con phục vụ một mình mà thầy không để ý sao? Thầy bảo nó giúp con một tay với. Cái mau mồm, mau miệng của Martha nó mau lỗi ở ba cái điểm. Thứ nhất là cô đã kể công của mình. Dường như cô nói: Thầy xem, thầy coi này, một mình con phục vụ thầy này. Nói như thế thì có khác gì bây giờ khách đến nhà chơi, chủ lại bảo: hôm nay bác đến nhà em chơi, làm em phục vụ vất vả quá. Và cái nhược điểm thứ hai đó là ghen tức với em. Martha như thể nói: nó là em mà sao nó lười chảy thây, nó cứ ngồi ỉ đấy mà trò mới chẳng chuyện, trông ngứa cả mắt. Và cái lỗi thứ ba đó là cô trách móc cả Chúa. Dường như là cô nói: Chúa vô tình quá, chả chịu để ý để tứ gì cả. Thế rồi cô sai khiến luôn cả Chúa: Thầy xem nào, bảo em con nó giúp con một tay với. Chúa là khách mà phải trách Martha bởi vì cô đã đảo lộn tùng phèo. Lẽ ra cô phải lắng nghe lời Chúa thì đây cô lại sai khiến Chúa phải nghe theo ý của mình. Kính thưa quý vị, chuyện Chúa vào nhà Martha và Maria cũng là chuyện Chúa vào nhà, vào cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết lắng nghe lời Chúa để rồi làm theo ý Chúa, chứ không phải cứ nài nỉ Chúa, làm theo ý riêng của chúng ta. Amen. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chọn phần tốt nhất theo sự hướng dẫn của Ngài. Xin ban cho chúng con hạnh phúc của người thành tâm, thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng để tiếp tục sinh hoa kết trái. Kính thưa quý khán thính giả, quý vị vừa nghe Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường chia sẻ lời Chúa. Hy vọng những chia sẻ của Ngài giúp chúng ta có thêm thiện chí và nhiệt thành phục vụ nhà Chúa. Kính chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ và bình an. Được mất hơn thua trên dòng đời nào có ích chi, cần lắm phút giây
trong thinh lặng nghe tiếng Chúa dạy, lòng bình tâm an là khi ngồi bên gối Chúa, mở lòng trí ra say sưa lắng nghe lời Ngài. Chỉ có một điều cần mà thôi, chỉ có một điều cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất. Chỉ có một điều cần mà thôi, chỉ có một điều cần mà thôi, là nghe lời Chúa phán dạy. Chỉ có một điều cần mà thôi, chỉ có một điều cần mà thôi, Maria chọn phần tốt nhất. Chỉ có một điều cần mà thôi, chỉ có một điều cần mà thôi, là hằng nghe lời Chúa phán. Chúa